nhà giặt lộn với nhau. Trời ơi, 15 phút xong thôi. Tôi mệt quá cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn. Ừ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bà cởi ra hết rồi không mát sao được. Rồi giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu vậy đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. Sao? Hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức có đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hợp xuống tôi bắt con gà. Xong rồi tôi nhốt lên một cái. Trời ơi đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông ấy nhìn tôi đậu ơi. Trời ơi tôi quê quá, tôi hợp xuống lại luôn. Hợp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng mà nó nhìn nó xấu lắm biết không? Nó xấu tánh lắm bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt chứ đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông Chuồn Vũ Sát bên nhà mình đó. Sao? Ông kêu tôi là Đéo ơi, mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Có không tốt à, tốt quá à. Ừ. Ông dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó bà biết không? Ngu gì tôi lên. Ờ, đó ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Nó nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trường Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ biết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Ừ. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ờ. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tao thấy mấy con cá nó nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi, sao con đàn chồng tôi nó giống con khỉ già dữ vậy trời. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu? Sao hôm nay đậu mất dạy dữ đậu? Trời ơi, bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Ừ. Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi đậu biểu tôi kêu đậu bằng anh. Thế là đậu là người, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá. Bữa nay lý luận rồi nha. Ta không đánh mày không được. Đứng đi trong nhà, tập nhà qua ta đánh mày cho mày coi. Nha, nha. Ngon quá, mắt nha. Mời vào phải không? Ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha. Tôi là vợ của ông nên tôi nhịn ông đó. Chứ cỡ ông hả? Tôi đá một cái đó hả? Ông lóc xuống trong á, ông ngóc cái đầu lên. Ba má ông nhận ông không.